chịu khó ở nắng một tí cho đẹp nhá. Úi dồi ôi kìa. Đây cả đu lông, cả đỏ đen các bác nhá. Này, lên tai rồi này. Bà con chưa lên tai, mặt đen kịt. Xinh đấy, được chưa? Đợt này em mới vào vaccine mũi 1 nhá các bác nhá. Phải tầm hơn 2 tuần nữa vào vaccine mũi 2 xong thì mới xuất bán được. Rắn lên tai phát nhìn thần thái hẳn luôn. Đấy, một tí nữa cho vào. Đồng chí kia đang vẩy tai kìa.